Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu, tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Đối với cư dân nông nghiệp, 24 tiết khí trong năm có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch thực hiện mùa vụ. Dưới đây là các ngày tiết khí năm 2022 Nhâm Dần. Y tiết khí là gì? Tiết khí là gì? Có bao nhiêu tiết khí trong năm? Tiết khí chính là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của trái đất xung quanh mặt trời, mỗi điểm cách nhau 15 độ. Khi xem lịch tiết khí, ta chia mặt phẳng không gian thành 360 độ, những ngày mặt trời ở các vị trí tọa độ nhất định sẽ được gọi là tiết khí. Có 24 tiết khí trong năm, đó đồng thời cũng là thời điểm mặt trời ở các kinh độ 0 độ, 15 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 75 độ, 90 độ, 105 độ, 120 độ, 135 độ, 150 độ, 165 độ, 180 độ, 195 độ, 210 độ, 225 độ, 240 độ, 255 độ, 270 độ, 285 độ, 300 độ, 315 độ, 330 độ, 345 độ so với trái đất. Phần loại 24 tiết khí trong năm chia làm 4 loại như sau. Biểu thị sự nóng lạnh thay đổi cho nhau có 8 tiết khí: lập xuân, xuân phân, lập hạ, hạ chí, lập thu, thu phân, lập đông, đông chí. Biểu thị cho nhiệt độ thay đổi có 5 tiết khí: tiểu thử, đại thử, sử thử, tiểu hàn, đại hàn. Biểu thị cho sự liên quan đến mưa, nước có 7 tiết khí: vũ thủy, cốc vũ, bạch lộ, hàn lộ, xương giáng, tiểu tiết, đại tiết. Biểu thị cho sự vật hiện tượng có 4 tiết khí: kinh, chập, thanh minh, tiểu mãn, mang chủng. Mỗi tiết khí bắt đầu vào những ngày tương đối cố định theo dương lịch hàng năm. Dân gian thường theo dõi lịch tiết khí để chuẩn bị cho công tác trồng trọt, sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ. Ở nhiều nơi vẫn duy trì nét văn hóa nông nghiệp khi thực hiện lễ cúng bái vào những ngày lập xuân, lập hạ để cầu mong mùa màng may mắn, cả năm sung túc bình an. 2. 24 tiết khí năm 2022 diễn ra khi nào? 1. Tiết khí mùa xuân. Tiết khí mùa xuân bao gồm tiết lập xuân, tiết vũ thủy, tiết kinh chập, tiết xuân phân, tiết thanh minh và tiết cốc vũ. Tiết lập xuân. Lập xuân là một trong 24 tiết khí trong năm, là thời điểm khởi đầu cho một năm. Đặc trưng thời tiết của lập xuân là ấm áp và ẩm ướt. Nhiệt độ đã tăng hơn rất nhiều, các cơn mưa phùn kéo dài khiến độ ẩm không khí tăng cao. Thời điểm này cây cối bắt đầu sinh trưởng tươi tốt. Tiết lập xuân năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau, tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ 6, ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào thứ 6, ngày 18 tháng 2 năm 2022, tương ứng 18/1 âm lịch năm Nhâm Dần. B. Tiết vũ thủy. Tiết vũ thủy chính khoảng thời gian mùa đông đi qua và để lại những cơn mưa nhỏ li ti đánh thức mọi vật sau một kỳ nghỉ đông dài. Lúc này, không khí ấm dần lên, tiết tan, mưa nhiều, vậy nên đặt là vũ thủy. Tiết vũ thủy năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau, tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ 7, ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào thứ 7, ngày 5 tháng 3 năm 2022, tương ứng 3/2 âm lịch năm Nhâm Dần. C. Tiết kinh chập. Kinh chập là tiết khí thứ 3 trong năm, khi mặt trời ở vào kinh độ 345. Kinh chập có nghĩa là sự tỉnh giấc của các loài côn trùng sâu bọ sau một thời gian dài, chuyển tới mùa sinh sôi nảy nở của chúng. Vậy nên, người ta còn hay gọi tiết kinh chập là tiết sâu nở nữa. Tiết kinh chập năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau, tính theo dương lịch. Bắt đầu từ Chủ nhật ngày 6 tháng 3 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 3 năm 2022, tương ứng 18/2 âm lịch năm Nhâm Dần. D. Tiết xuân phân. Giải nghĩa theo tiếng Hán Việt, xuân chỉ mùa xuân trong 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Phân được hiểu là chính giữa. Vì vậy, xuân phân mang nghĩa là thời điểm chính giữa của mùa xuân. Tại thời điểm này, ánh sáng và độ ẩm hài hòa giúp cho vạn vật sinh sôi, sự hoạt động của các loài côn trùng cũng quay trở lại. Chính điều này đã tạo nên một khung cảnh đa dạng, nhiều màu sắc. Tiết xuân phân năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau, tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ 2, ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào thứ 2, ngày 4 tháng 4 năm 2022, tương ứng 4/3 âm lịch năm Nhâm Dần. E. Tiết thanh minh. Thanh minh là tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí trong năm theo lịch cổ. D.
Đây chính là khoảng thời gian giao nhau giữa mùa xuân và mùa hạ, diễn ra sau tiết xuân phân và trước tiết cốc vũ. Thanh minh là một dịp lễ tết thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng thành kính, báo hiếu của con cháu đối với tổ tiên và những người thân đã khuất của người dân Việt Nam ta. Vào dịp này, những người con xa quê đều cố gắng sắp xếp về tảo mộ tổ tiên mình. Tết Thanh Minh năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ ba, ngày 5 tháng 4 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào thứ ba. Ngày 19 tháng 4 năm 2022, tương ứng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. 9/3 âm lịch năm Nhâm Dần, ép tiết cốc vũ, theo Hán Việt cốc nghĩa là những hạt ngũ cốc nói chung. Vũ nghĩa là mưa, cốc vũ hiểu một cách đầy đủ là mưa rào, mưa nặng hạt như những hạt ngũ cốc khác với mưa xuân của tiết vũ thủy như những hạt bụi hoặc hạt bột đã được dây li ti. Tiết khí cốc vũ đến mang theo những trận mưa rào rất tốt cho mùa màng, ngô lúa, ngũ cốc hoa màu. Tiết cốc vũ năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau tính theo dương lịch, bắt đầu từ thứ tư. Ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào thứ năm, ngày 5 tháng 5 năm 2022, tương ứng 5/4 âm lịch năm Nhâm Dần. 2. Tiết khí mùa hạ. Tiết khí mùa hạ bao gồm tiết lập hạ, tiết tiểu mãn, tiết mang trùng, tiết hạ chí, tiết tiểu thử và tiết đại thử. Tiết lập hạ thuộc 24 tiết khí trong năm. Đó chính là thời điểm mặt trời tạo với xích đạo góc 450, cũng chính là những giây phút đầu tiên khi mùa hè đến. Vào lúc này nhiệt độ bắt đầu tăng cao, lượng mưa cũng sẽ dần tăng lên. Tiết lập hạ năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ 6, ngày 6 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào thứ 6. Ngày 20 tháng 5 năm 2022, tương ứng 20/4 âm lịch năm Nhâm Dần. B. Tiết tiểu mãn. Tiểu mãn là tiết khí thứ 8 trong 24 tiết khí, là thời điểm mặt trời tạo với đường xích đạo góc 60 độ. Tiểu mãn được hiểu là sự chuẩn bị cho sự đủ đầy về lương thực. Tại sao lại chỉ mới là chuẩn bị? Bởi đây là thời điểm các loại lương thực vào đồng hay các loại cây trái, hoa màu, ngũ cốc đang vào mùa kết hạt, chưa chín mùi để có thể thu hoạch được. Tiết tiểu mãn năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào chủ nhật. Ngày 5 tháng 6 năm 2022, tương ứng 7/5 âm lịch năm Nhâm Dần. C. Tiết mang trùng. Mang trùng là tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí, là thời điểm mặt trời tạo với đường xích đạo góc 60 độ. Mang trùng hay còn được gọi là tiết ngũ cốc trổ bông. Đối với nông vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiết mang trùng có ý nghĩa quan trọng với người nông dân. Với người Trung Hoa cổ đại, đây là thời điểm ngũ cốc trổ bông. Còn đối với người dân Việt Nam, tiết mang trùng còn là lúc người ta nhìn thấy sao tua rua mọc. Tiết mang trùng năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ 2, ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào thứ 2. Ngày 20 tháng 6 năm 2022, tương ứng 22/5 âm lịch năm Nhâm Dần. D. Tiết hạ chí, trong 24 tiết khí, hạ chí là tiết khí thứ 10, là thời điểm mặt trời ở vào kinh độ 90 thẳng với chí tuyến Bắc. Lúc này, nửa bán cầu Bắc có xu hướng ngả hoàn toàn về phía mặt trời. Do vậy đây là ngày mà ở nửa bán cầu Bắc có thời gian ban ngày dài nhất và thời gian ban đêm ngắn nhất trong năm. Tiết hạ chí năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ 3, ngày 21 tháng 6 năm 2022, tức ngày 23 tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào thứ 4, ngày 6 tháng 7 năm 2022, tương ứng 8/6 âm lịch năm Nhâm Dần. E. Tiết tiểu thử, trong 24 tiết khí, tiểu thử là tiết khí thứ 11. Ngày tiểu thử, mặt trời nằm ở vị trí tọa độ xích kinh 105 độ, kinh độ mặt trời bằng 105 độ. Tiểu tức là nhỏ, thử là nắng nóng, oi bức. Do đó tiểu thử có nghĩa là thời tiết oi nóng nhưng chưa phải nóng nhất trong năm. Tiết tiểu thử năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ 5, ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào thứ 6.
ngày 22 tháng 7 năm 2022, tương ứng 24 phần 6 âm lịch năm Nhâm Dần, ép tiết Đại Thử. Đại Thử là tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí trong năm. Ngày bắt đầu tiết Đại Thử, mặt trời ở vào kinh độ 120 độ, sau khi chuyển động về vòng cực bắc thì mặt trời lúc này sẽ có xu hướng chuyển dần về xích đạo và phía nam. Theo chiết tự, đại nghĩa là to lớn, với mức độ nghiêm trọng hơn, thử là trời nắng. Nóng nực và vô cùng oi bức. Hiểu một cách đầy đủ, Đại Thử có nghĩa là tình trạng thời tiết nắng nóng. Oi bức đỉnh điểm, đó là sự tiếp nối của thời kỳ tiết khí trước. Sau tiết Tiểu Thử, đất trời sẽ bước vào tiết Đại Thử, đây mới chính là thời điểm cam go, cảm nhận được rõ ràng nhất thời tiết mùa hè. Tiết Đại Thử năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào Chủ Nhật. Ngày 7 tháng 8 năm 2022, tương ứng 10 phần 7 âm lịch năm Nhâm Dần, 3. Tiết khí mùa thu bao gồm tiết Lập Thu, tiết Sử Thử, tiết Bạch Lộ, tiết Thu Phân, tiết Hàn Lộ và tiết Sương Giáng. Tiết Lập Thu là tiết khí thứ 13 trong 24 tiết khí trong năm. Tiết khí này mang ý nghĩa nóng đi, lạnh đến, mùa thu bắt đầu. Đặc điểm nổi bật nhất của tiết khí này là cây ngô đồng đổi màu lá, từ xanh sang vàng, bởi vậy mới có câu một chiếc lá rơi, biết mùa thu tới. Lập Thu là tiết khí đầu tiên của mùa thu, là thời kỳ quá độ chuyển giao giữa hè và đông, giữa nóng và lạnh. Tiết Lập Thu năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022, tức ngày 11 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào thứ Hai. Ngày 22 tháng 8 năm 2022, tương ứng 25 phần 7 âm lịch năm Nhâm Dần, B. Tiết Sử Thử. Sử Thử là tiết khí thứ 14 trong 24 tiết khí trong năm theo lịch Gregory và là tiết khí thứ 2 của mùa thu. Đây là thời điểm mà mặt trời nằm ở kinh tuyến 150. Sử Thử hiểu một cách đầy đủ, chính xác nghĩa là tình trạng nắng nóng đã kết thúc, không còn kiểu thời tiết oi bức, nhiệt độ giảm đáng kể. Tiết trời trở nên mát mẻ. Tiết Sử Thử năm 2022 sẽ có chu kỳ bắt đầu và kết thúc như sau tính theo dương lịch. Bắt đầu từ thứ Ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần, kết thúc vào thứ Tư. Ngày 7 tháng 9 năm 2022, tương ứng 12 phần 8 âm lịch năm Nhâm Dần, C. Tiết Bạch Lộ, D. Tiết Thu Phân, E. Tiết Hàn Lộ, F. Tiết Sương Giáng, 4. Tiết khí mùa đông bao gồm tiết Lập Đông, tiết Tiểu Tuyết, tiết Đại Tuyết, tiết Đông Chí, tiết Tiểu Hàn và tiết Đại Hàn, tiết Lập Đông, tiết Tiểu Tuyết, tiết Đại Tuyết, tiết Đông Chí, tiết Tiểu Hàn, tiết Đại Hàn. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.